giờ thấy anh đi chẳng không chia ly, đôi ta xa nhau cho tình mãi đẹp. Xin nói em nghe, xin nói em nghe, anh vẫn yêu em. Giờ đây anh đi, điệu thu ca lên, ôi sao tê tái như đời anh vậy. Xin lắng yên nghe, xin lắng yên nghe ca khúc đau thương. Chiều nay anh đi, tình ca năm xưa. Giờ đây anh hát lên khi nhắc tên người yêu. Chớ khóc nghe em, chớ khóc nghe em, anh hát cho em. Nay tuy ra đi, lòng anh không quên. Ôi những năm tháng, lòng ấm ta đã yêu nhau. Xuân cũ qua màu, còn sắc trong anh. Năm xưa ta hát nhau nghe. Cách đây 4 năm đã được cởi bỏ khỏi tâm trí của dàn sao đội tuyển Anh. Raheem Sterling, một trong những nhân chứng sống từ thảm kịch đó, đã tự mình chấm dứt cơn ác mộng khi thực hiện thành công quả phạt đền. Họ phải thù gai lên, họ phải thù lông nhím lên thì đấy là một cái khó, cái khổ của họ. Còn những người phụ nữ bản chất của họ đã là một người mạnh mẽ rồi thì họ sống một cách rất là hồn nhiên thôi, và khi mà họ phải trong cuộc sống đòi hỏi họ phải mạnh mẽ hơn, gai góc hơn thì đúng như là các cái chuyên gia của chúng ta đã hỗ trợ thông tin đúng không ạ, và đặc biệt là hy vọng là cầu nối ngày hôm nay với hai vị khách mời của chúng ta.